Ok, rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn ở trong cái kênh của mình nhà Lộc. Thì hôm nay được sự lời mời đấu clan của Kỳ David thì mình đã đồng ý để cho hai clan quân đội và clan ACE giao hữu một trận đấu. Thì hiện tại thì mình đang trách các thành viên của hai bên. Thì hai bên đều thuộc của clan hai bên. Thì ở clan quân đội thì gồm có Kỳ David, Kỳ Đê Nệ, Kỳ Đê Tài và Sầu. Còn bên mình thì ra quân với đội hình Kaiken, Susu và Hiếu Anh. Thì Susu tuy mới level 18 thôi, nhưng mà trình bắn của bạn ấy thì có vẻ như hay hơn mình ấy. Mình đánh giá cao về bạn này. Rồi, và ở trận đấu đầu tiên thì sẽ là map hành lang do bên clan quân đội yêu cầu. Vâng, và trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Thì cái map đó này thì rất là thông dụng cho việc bắn Gatling Gun. Thì cho nên mình sẽ lấy Gatling Gun để bắn cái trận đấu đầu tiên này. Rồi, mình thấy có một tên... Ôi, hai tên rồi. Lao ra nhảy và bắn rất dữ dội. Mình vừa mới ra thì đã mất nửa cây máu rồi. Rồi, bên mình còn hai thành viên. Ôi, còn một mình. Không sao rồi. Rồi, đã tử vong. À, lại nào. Ôi trời, một phát này mình ngu người à. Rồi. Còn thứ hai đây đang cầm gắt nguồn đang lao vào trước mình. Ô. Rồi. Hai hiệp đầu tiên thì mình đã không giết được ai và đã chết liên tiếp hai mạng rồi. Rất là đáng lòng luôn. Chắc có lẽ cầm gắt nguồn rất là đen, không hợp với mình, cho nên mình sẽ đổi sang cầm khẩu flash cái này để xem coi có mang lại may mắn cho mình không. À rồi, mình vừa bắn một pha vớ vẩn lại chết được mạng sầu. Có lẽ như cầm một khẩu này đã đem lại may mắn lắm, mỉm cười với mình à. Ui rồi, rồi ai ném mù này thật khó chịu. Rồi, trận đấu thứ hai mình đã giành chiến thắng rồi. Ấy. Rồi. Đấy, mình đấy ăn đi. Ở đâu cứ bắn ra nha. Giờ hãy bình tĩnh. Chết. Đâu đó. Rồi. Còn một tên nữa thôi. Ở đây rồi, đây rồi, đây. À, thằng nhân cầm gắt mình luôn. Ôi dạ. Ố. Phát đấy sao. Có vẻ như team bên quân đội rất thông dụng dùng Gatling Gun ở cái map đầu tiên này. Ôi, lag này. Rồi. Ố. Ôi, má sao dạng này cái máy của mình sao nó hay cứ bị thỉnh thoảng nó đơ đơ nha. Đang chỉnh ngắm về quân địch sao nó tự nhiên nó lại chỉnh ra chỗ khác. Lúc thì chỉnh lên trời, lúc thì chỉnh xuống đất, rất là bực mình luôn. Ôi giời. Rồi, rồi. Đây đúng không? Ăn quả mìn đi. Ôi. Sao phát đấy? Ăn mìn dưới chân mà sao mất ít máu nhỉ? Nhảy thế này. Ôi. Ôi. Chết. Ô. Chết. Ôi. Rút lục và rút luôn. Rồi. Kiếm khẩu Gatling Gun bắn nào. Đâu rồi? Khẩu này đi. Rồi, khẩu này cấp 9 này. Chắc có lẽ là khẩu này được mấy thanh niên lấy từ sự kiện nạp quà bất kỳ được tặng khẩu này. Đây rồi, rồi. Quy đê vịt à. Còn tên nữa thôi, đâu rồi. À đây rồi, đây rồi. À. Bắn vơ vẩn lại hết sót hai mạng luôn. Ui, ui, ui. Ui à. Chết. Ui. Rồi, bên phía cánh trái không có ai đi, không có ai cover bên này. À rồi, một pha bắn sniper trúng chân. Rồi. À, Quy Lê Tài đã phải nằm xuống. Đấy, ăn mình luôn. Đó là còn một... Rồi. À, nào, tiếp tục nào. Từ khi mình cầm khẩu flash clan này đã đem lại chiến thắng được... clan mình đã giành chiến thắng được... 4 trận liên tiếp luôn. Rồi,
Có vẻ như hai thằng kia không thấy mình. À, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Chết rồi. À vâng, và kết thúc cái trận đấu đầu tiên thì team bên mình rất là may mắn khi giành chiến thắng được với tỷ số 6-2. Rồi. Thì mình sẽ bắt đầu hỏi ý kiến clan, các thành viên trong clan để thống nhất để chọn cái map thứ hai, cho nên mình sẽ pause cái video này. Rồi. Thì ở trận đấu thứ hai này thì Sầu đã ra sân để thay cho Itachi. Rồi, Itachi đã thuộc clan quân đội để đưa thành viên Itachi thay chỗ cho Sầu. Và ở map thứ hai này thì clan mình, anh em mình đã thống nhất chọn là map thí nghiệm, là cái map trận đấu thứ hai. Rồi. Thì map này sẽ dùng gắn linh gun thôi. Và bên team quân đội đã ra một cái luật không nên móc, thì chúng ta thì mình cũng đồng ý. Cho nên là hai bên clan mình và clan quân đội sẽ không móc và sẽ rồi và sẽ thực chiến ở cái khu vực này. Và quy đề tài rất xuất sắc đã giành 3 combo liên tục rồi. Còn mình su su nữa thôi. Rồi. Su su còn rất ít máu cho nên là việc thua là không thể tránh khỏi. Tấn công. Rồi. Có một pha mất máu từ phía bên team địch. Rồi. Mình đấy. À đây. Rồi, Itachi. Cái cần. Ờ, cái cần có thể lag rồi. Anh nhảy phát, anh đứng đơ luôn. Rồi, Su Su cầm khẩu G36. Ôi, quy đề tài đã mang cho mình 7-0 rồi. Chắc có lẽ đây là map tủ của thanh niên tài rồi. Đây rồi, làm gì đây? Làm gì đây? Rồi, mẹ đã hy sinh. Ôi, Su Su đã hy sinh rồi. Ừ, thằng niên nào nhảy ghê vậy? Ê. Ôi, quy tài đã Super. Ôi, 10 chết không rồi. Thanh niên này bắn cái map này rất là bá đạo luôn. Mình nhờ chọn đúng cái map tủ của thanh niên này rồi. Ôi. Ôi my god. Ôi, what the fuck. Quy tài vừa dành 2 cái shot đến từ dành 2 cái shot từ Hiếu Anh và mình. Và Su Su đang tạc cầm điện tay khẩu G36. Thì cái khẩu này nhìn chung thì bắn rất là yếu luôn. Rồi, anh còn 10 máu đang nứt ở bên phía trong. Và nếu như trận đấu này mà thanh niên bên clan quân đội giành chiến thắng thì hai clan sẽ tiếp tục bước đến trận thứ ba để phân chia thắng bại trận quyết định trận cuối cùng luôn. Và quân đội đang dẫn trước 4-0 rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, ra đi, ra đi. Rồi, tài cuối cùng là sau 13 mạng liên tiếp là đã cuối cùng cũng phải nằm xuống. Thanh niên này bắn rất bá đạo luôn. Ui, à đây, Itachi à. Rồi, quy lên đây nè, rồi. Itachi à, rồi. Uầy. Rất vất vả mới giành chiến thắng được trận đấu đầu tiên. Ui. Chết. Ui, đông quá, đông quá, đông quá. Bên clan quân đội tấn công rất là hùng hổ luôn. Mình rời ra một lúc đã còn 27 chết rồi. Ui rồi. Còn một chết. Ui hết mẹ. Ôi. May mắn một chết vẫn đang giết được thêm một người nữa. Rồi. À vâng. Và team mình tiếp tục giành được trận đấu trận thắng thứ hai. Rất vất vả để giành được trận thắng từ bên kia clan quân đội ở cái map này. Không ngờ chọn đúng cái map tủ của mấy thanh niên này. Ui rồi. Ui xong rồi, xong rồi, cứu em đi. Ui. Rồi. Còn mình cái Ken. À cái Ken vừa dành cho 2 combo rồi.
còn combo vâng rất xuất sắc khi các Ken đã giành 4 combo để mang về chiến thắng trận đấu thứ 3 cho team bên clan ACM mình. Ôi trời ơi, sao đáp mù ngu người rồi. Ôi, ai đây rồi, tại rồi chết luôn rồi. Thì cái Ken đang cầm khẩu MP5 này, cái map này cầm nên cầm những cái khẩu nào nhiều đạn và đục được như Gatling này, nhưng mà không, cái Ken có vẻ như chùm MP5 này, bắn khẩu MP5 rất là bá đạo. Rồi đó, mình vừa mới ra còn 26 tiết. Bên team quân đội tấn công rất là hùng hổ luôn. Ôi xong 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 còn tên là còn tí máu này. Ôi sao chết rồi, ôi ảo này còn tí máu vậy, bắn sao lại không chết nhỉ, chuyện quái gì vậy. Rồi có một thành viên mất khá là nhiều máu bên phía quân đội, từ quả mìn của mình. Ai đây nằm xuống đi em ơi, nằm xuống đi. Rồi mình nằm xuống rồi. Rồi không biết là ở cái hiệp đấu này team quân đội có thể chiến thắng để bước tiếp lên trận đấu quyết định không, trận đấu chung kết không. Nhưng mà không, và team bên mình đã may mắn tiếp tục giành được chiến thắng thứ hai và kết thúc luôn cái trận giao hữu clan giữa clan quân đội và clan ACE. Và ở trận đấu này cái Ken đã tỏa sáng. Và chắc có lẽ mình sẽ dừng cái trận giao hữu của hai clan ở đây thôi. Và nếu các bạn thích video này thì nhớ like và subscribe kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video khác nha. Và hẹn gặp lại clan quân đội ở một ngày nào đó. Vâng, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.